Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Các đối tượng này đã tham gia đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 183 tỷ đồng. Sau đối tượng bị bắt giữ gồm Phùng Thế Tài 43 tuổi, Nguyễn Thị Diễn 39 tuổi, Phan Quang Tiền 40 tuổi, Bùi Minh Bảo Bảo 44 tuổi, Nguyễn Quang Tiến 40 tuổi và Trần Văn Thưởng 43 tuổi, tất cả công chú tại tỉnh Đồng Nai. Bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua việc kết nối mạng Internet, Tài là người đứng ra tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược. Tài liên hệ với đối tượng Hoàng chưa rõ lai lịch để lấy các tài khoản tổng trên trang web bóng88.com. Tính từ tháng 8 năm 2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3,7 triệu điểm, tương đương với hơn một 183 tỷ đồng để tham gia cá cược trên trang web bóng88.com. Cơ quan công an cũng xác định ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên, tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và chơi số đề. Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngày 17 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Tú sinh năm 1982, ngụ phường Vĩnh Quang thành phố Rạch Giá về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 12, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra căn nhà số 33 trên 55 hẻm 1 Nguyễn Tuân, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, bắt quả tang Phan Văn Tú cùng vợ là Ngô Phương Tuyền đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng với hơn 206.000 điểm trong 22 tài khoản, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Qua kiểm tra nhanh laptop chứa 48 tài khoản có gần 81.000 lần truy cập với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng. Riêng Ngô Phương Tuyền, vợ Tú thừa nhận mỗi ngày bán số lô số đề trên 10 triệu đồng. Thời gian từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch gần 4 tỷ đồng. Qua khám xét, công an đã tạm giữ gồm một laptop, 3 điện thoại di động, 118 triệu đồng và nhiều sổ ghi phơi bóng đá số đề cùng nhiều tài liệu tăng vật khác có liên quan. Cũng trong thời gian này, 8 mũi trinh sát khác tiến hành triệu tập 8 đối tượng có liên quan về trụ sở công an làm việc. Hiện vụ việc này đang được công an thành phố rạch giá tiếp tục điều tra làm rõ.